chào mừng tất cả các em học sinh đến với bài giảng sinh học 8. Em có biết rằng xương người có nhiều điều rất là kỳ diệu, giống như bức hình cho chúng ta thấy rằng là độ bền chắc của xương người lớn có thể chịu lực được gấp 30 lần những cái viên gạch. Ví dụ như người ta có thể chặt được những cái viên gạch như thế này. Như vậy, cái lực của xương nó rất là lớn. Cũng như là xương người cũng có thể uốn cong. Như là tấm hình các bạn thấy rằng là những cái vũ công múa ba lê, người ta có thể có những cái động tác mà có thể cong được cái xương. Như vậy thì xương người, sự phát triển của cơ thể con người được phát triển cao lên được là nhờ đâu? Và để tìm hiểu kiến thức nội dung này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu chủ đề về hệ vận động trong bài học hôm nay nhé. Tiếp tục chủ đề, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung trong bài 8 về cấu tạo và tính chất của xương. Nội dung chủ đề hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu 3 nội dung chính. Thứ nhất là các thành phần chính của bộ xương. Thứ hai, sự to ra và dài ra của xương. Thứ ba, thành phần hóa học và tính chất của xương. Một la mã, chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của xương. Một nhỏ, cấu tạo và chức năng của xương. Bây giờ các em quan sát hình 8.2, hình 8.1 trong sách giáo khoa. Đây là hình về cấu tạo của xương đùi, là xương dài. Như các em cũng đã biết, đã tìm hiểu ở nội dung trong bài 8, bài 7, đó là xương thì phân biệt ra được có xương dài và xương ngắn. Ở đây chúng ta tìm hiểu về xương dài trước. Thì cấu tạo của xương dài, các em đọc thông tin và cho cô biết cấu tạo xương dài gồm những phần nào. Quan sát hình các em cũng trả lời được, xương dài thì gồm có hai phần. Thứ nhất đó là hai đầu xương. Các em nhìn thấy ha, đầu trên và đầu dưới. Thì hai đầu xương này nó là mô xương xốp có các nang xương xếp theo kiểu vòng cung, tạo ra các ô trống chứa tủy đỏ. Và nó bọc hai đầu xương là những cái là lớp sụn. Các em nhìn kỹ hình. Rồi đoạn giữa, đây cái đoạn giữa này gọi là thân xương. Thì thân xương này nó có hình ống. Và nhìn từ bên ngoài vào thì trong xương cái bên ngoài là các bạn thấy đó là màng xương, màng xương mỏng. Tiếp theo đó là mô xương cứng và trong cùng là khoang xương. Thì khoang xương này nó chứa tủy xương. Các bạn để ý ha. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chức năng. Thì các em quan sát về thành phần cấu tạo xương dài về đầu xương, cô nhắc lại thì trong đầu xương cấu tạo đó là mô xương xốp thì có các nang xương. Thứ hai là sụn đầu xương của hai đầu xương, phần sụn. Vậy thì chức năng của mô xương xốp có các nang xương đây là có chức năng đó là giảm ma sát trong cái khớp xương. Còn cái phần sụn ở hai đầu xương thì có chức năng đó là phân tán lực tác động để cho cơ thể nó giảm trọng lực đi. Khi mà nó dồn cái trọng lực xuống thì nhờ cái những cái nang xương này nó mới phân tán lực tác động và tạo ô chứa tủy đỏ ở xương. Còn phần thân xương thì thân xương cấu tạo chúng ta nắm cho cô ba ý chính thôi, đó bao gồm có màng xương ở ngoài cùng, tiếp đến là mô xương cứng và trong cùng là khoang xương. Vậy thì màng xương nó có chức năng đó là giúp xương phát triển to về bề ngang. Còn mô xương cứng đó là có chức năng chịu lực để đảm bảo vững chắc. Và khoang xương thì trong khoang xương nó chứa tủy đỏ. Ở trẻ em thì tủy đỏ để mà sinh hồng cầu. Nói về tủy là các bạn biết là để sinh ra hồng cầu. Còn tủy vàng là đối với người lớn. Như vậy đây là toàn bộ về cấu tạo và chức năng của xương dài. Các em vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu, em hãy trả lời câu hỏi lệnh tam giác giúp cô. Cấu tạo hình ống, nang xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với chức năng nâng đỡ của xương? Các em suy nghĩ vừa tìm hiểu cái kiến thức
trong phần cấu tạo chức năng để các em trả lời câu hỏi. Vậy là các em trả lời được rồi đúng không? Bây giờ cô chốt đáp án. Thì các bạn thấy ý nghĩa của cái cấu tạo hình ống nang xương ở đầu xương này, nó xếp vòng cung, các bạn nhìn thấy xếp dạng vòng cung đúng không? Thì cái cấu tạo là hình ống này giúp cho xương nó nhẹ hơn và vững chắc. Thứ hai, cái việc nang xương mà xếp vòng cung này nó có tác dụng là phân tán lực, làm tăng cái khả năng chịu lực cao hơn. Chính vì vậy người ta vận dụng kiến thức này vào trong thực tế. Người ta có thể trong kỹ thuật xây dựng á, người ta đảm bảo được cái sự bền vững và tiết kiệm được cái nguyên vật liệu. Như là trong xây dựng thì người ta làm cục trụ hoặc là vòm cửa. Đây các em nhìn thấy trên màn hình, người ta làm dạng ở rỗng trong cái vòm cửa, hoặc là làm cái trụ giống như trụ điện. Các bạn thấy bao giờ ở bên trong nó cũng có một cái rỗng ở bên trong để làm gì? Để nó chịu lực tốt hơn. Ta tìm hiểu qua phần 2 nhỏ, cấu tạo của xương ngắn và xương dẹt. Thì các em quan sát hình 8.3, đây là cấu tạo xương ngắn điển hình ở đốt sống. Thì tiết trước các bạn cũng đã tự tìm hiểu về xương ngắn như có ở cổ chân, cổ tay hoặc là đốt sống như hình ở trên. Rồi xương dẹt thì dạng bản dẹt như ở bả vai hay là xương cánh chậu, ta cũng biết rồi, đây là cấu tạo điển hình ha. Vậy thì quan sát và kỹ hình kết hợp thông tin, em hãy cho cô biết cấu tạo xương ngắn và xương dẹt gồm những phần nào. Cái này dễ đúng không? Chúng ta cũng nhìn thấy rõ cấu tạo xương ngắn và xương dẹt thì gồm có những cái phần chính như sau. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là nó không có cấu tạo hình ống giống như xương dài, đúng không nè? Và bên ngoài thì chúng ta thấy nó là lớp mô xương, xương cứng. Còn bên trong đây là mô xương, xương xốp, thì nó cũng có nhiều nang xương và nhiều hốc nhỏ để chứa tủy, tủy đỏ. Thì đây là cấu tạo của xương ngắn và xương, là xương dẹt. Xong cấu tạo của xương, giờ chúng ta rút ra kết luận để ghi vào vở nhé. Phần 1, cấu tạo và chức năng của xương dài. Thì xương dài các em thấy rằng gồm có hai phần, đó là hai đầu xương và thân xương ống. Hai đầu xương thì gồm có xương đầu sụn và mô xương xốp với các nang xương. Thì chức năng của xương đầu, của sụn đầu xương đó là giảm ma sát. Còn đối với mô xương xốp là phân tán lực, tạo ô chứa tủy. Về phần thân xương, cấu tạo gồm có màng xương là giúp xương to ra, còn mô xương cứng là chịu lực, đảm bảo tính chịu lực. Khoang xương là chứa tủy đỏ ở trẻ em, còn tủy vàng đối với người lớn. Còn cấu tạo của xương ngắn và xương dẹt thì các em rút ra được kết luận là thứ nhất không có cấu tạo hình ống giống như xương dài. Ngoài là có mô xương cứng, bên trong là mô xương xốp và chức năng chủ yếu là chứa tủy, tủy đỏ. Các em ghi nội dung vào vở nhé. Các em tìm hiểu qua phần 2 la mã sự to ra và dài ra của xương. Thì các em quan sát lại cấu tạo của xương dài và cho cô biết xương to ra về bề ngang là nhờ đâu. Quan sát thật kỹ hình kết hợp với lại thông tin thì các em cũng trả lời được ha. Đó là xương to ra, đó là nhờ các tế bào màng xương này, nó phân chia để tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương. Do đó xương các em thấy càng ngày càng to ra, đó là nhờ sự phân chia của tế bào xương. Tiếp tục quan sát kỹ hình 8.4, hình 8.5. Hình 8.4 đây là phim chụp X quang về sụn tăng trưởng ở trẻ em. Hình 8.5 đây là nói về vai trò sụn tăng trưởng ở trong sự dài ra của xương. Thì các em nhìn quan sát thật kỹ hình và cho cô biết vai trò của sụn tăng trưởng là gì. Nhìn vào hình chúng ta cũng đoán được sụn tăng trưởng có vai trò đó là giúp cho xương dài ra. Nhìn vào hình chúng ta thấy rõ xương sau một thời gian nó dài ra, đó là do cái sự phân chia của lớp các tế bào ở lớp sụn này. Sụn tăng trưởng này, khi tế bào nó các tế bào nó phân chia thì nó làm cho cái đoạn sụn này tăng lên, do đó chúng ta thấy xương nó dài ra. Để quan sát hình, đây là hình cô giới thiệu để chúng ta thấy rằng các giai đoạn phát triển từ trẻ sơ sinh cho đến trẻ trưởng thành, đến tuổi trưởng thành. Thì ở
từ trẻ sơ sinh đến trưởng thành, các bạn thấy là giai đoạn phát triển rất là nhanh đúng không? Tuy nhiên tuổi thiếu niên thì chúng ta thấy là xương phát triển nhanh, nhưng đến tuổi lứa tuổi từ 18 đến 20 tuổi đối với nữ hoặc là 20 đến 25 đối với nam thì xương bắt đầu phát triển chậm lại. Và cái tuổi trưởng thành thì cái sụn tăng trưởng nó hóa thành xương không còn khả năng giúp cho xương dài ra được nữa, do đó họ sẽ không cao thêm. Ở cái hình phía dưới thì chúng ta thấy đang nói về cái sụn từ ở trẻ sơ sinh thì sụn tăng trưởng dần dần nó hóa thành xương, chúng ta thấy không, sự phát triển của xương này đến khi trưởng thành. Và đặc biệt đến tuổi già, tức là người già thì cái xương người già nó dồn và dễ gãy hơn, và các tế bào xương này nó không còn khả năng phân chia, vì thế xương của người già khi mà bị gãy sẽ lâu lành hơn so với trẻ em. Và làm sao để biết được xương người già dồn và dễ gãy thì sau phần ba la mã các em sẽ tìm hiểu kỹ phần này. Và đặc biệt ở đây cô muốn nhắc các bạn cũng nằm trong cái tuổi dậy thì, thì ở tuổi này các tế bào của sụn tăng trưởng phân chia rất là nhanh, nên đây là lứa tuổi có sự thay đổi nhanh về chiều cao. Vì thế chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý, đó là ăn uống là phải đảm bảo được cái độ dinh dưỡng, thức ăn nào cần thiết. Và đặc biệt đó là tập thể dục, thể thao vừa sức thường xuyên đều đặn để cho cái bộ khung của các em, bộ khung xương của các em nó phát triển tốt và khỏe mạnh. Do đó các em phải biết trong giai đoạn và lứa tuổi của các em hiện nay là giai đoạn đang phát triển nhanh về chiều cao. Các bạn để ý phần này. Phần 2 la mã, sự to ra và dài ra của xương. Thì xương to ra là nhờ sự phân chia tế bào màng xương. Xương dài ra là nhờ sự phân chia tế bào sụn tăng trưởng. Các em ghi nội dung kết luận vào vở nhé. Chúng ta tìm hiểu xem phần ba la mã, thành phần hóa học và tính chất của xương. Thì bây giờ các em sẽ theo dõi thí nghiệm. Đây là thí nghiệm 1. Các em quan sát hình. Đây là lấy một xương đùi ếch trưởng thành ngâm trong cốc đựng dung dịch axit clohydric 10%. Sau 10 đến 15 phút lấy ra, thử uống cong xem xương cứng hay là mềm. Nhưng mà trước khi trả lời kết luận thí nghiệm này thì các em quan sát hình lần nữa và cho cô biết khi ngâm xương trong axit clohydric thì có hiện tượng gì xảy ra? Nhìn vào hình chắc chắn các em cũng trả lời được, có hiện tượng đó là hiện tượng nổi bột, bột khí, và đó là khí carbonic, để chứng tỏ ở trong xương này có muối canxi. Do đó khi mà kết hợp với axit clohydric thì mới có khí carbonic nổi lên. Bây giờ chúng ta quan sát hình. Thì trong hình này chúng ta thấy rằng là người ta dùng kẹp gấp xương đã ngâm rồi rửa vào cái cốc nước lã, rồi bắt đầu tiến hành uống xem xương này cứng hay là mềm. Theo kết quả này thì các em thấy rằng xương cứng hay là mềm? Đúng rồi, đó là xương rất là mềm, dẻo và có thể uống, uống cong được. Và chúng ta thấy là trong xương này nó có muối, và khi thả xương vào dung dịch axit thì muối carbonate này trong xương nó sẽ phản ứng với axit sinh ra khí carbonic, chứng tỏ muối trong xương nó hòa tan hết và chất cốt dao hay là chất hữu cơ ở trong xương nó không được liên kết với nhau, dẫn đến xương mềm dẻo và dễ uống cong. Rồi chúng ta rút ra được kết luận đó là gì? Xương có thể là uống cong được và mềm dẻo, chứng tỏ rằng là trong xương có thành phần hóa học, đó là có chất hữu cơ hay là chất cốt dao. Tiếp tục thí nghiệm thứ hai. Các em quan sát hình thí nghiệm thứ hai. Đó là người ta đốt một xương đùi ếch trên ngọn lửa đèn cồn, cho đến khi xương không cháy nữa, không còn thấy khói bay lên. Thì lúc này bóp nhẹ cái phần xương đã đốt thì em sẽ thấy có nhận xét gì? Trước khi kết luận thì các em quan sát hình cho cô biết nè. Khi đốt xương trên ngọn lửa đèn cồn thì em suy nghĩ xem sẽ có hiện tượng gì xảy ra. Đốt xương hay là bất kỳ đốt cái gì, chúng ta cũng thấy có hiện tượng đó là hiện tượng là có mùi, mùi khét đúng không? Chúng ta sẽ nghe mùi. Vậy các em suy nghĩ xem cái mùi khét này là do đâu? Cái phần nào của xương cháy là có mùi khét vậy? Phần nào các em? Chắc chắn là đó là phần chất hữu cơ có trong xương, nó cháy nó mới đẹp nên mùi, mùi khét. Bây giờ các em xem kết quả sau khi đốt xong mà không còn có khói bay lên, không thấy cháy nữa, thì cái phần đốt á, chúng ta bóp phần đã đốt thì em thấy nó có hiện tượng gì xảy ra? Nhìn vào hình kết quả
thì chúng ta thấy có hiện tượng đó là xương sẽ bị vỡ vỡ vụn ra đúng không? Tức là bóp bể ra. Chứng tỏ trong thành phần của xương là có chất khoáng và chủ yếu đó là canxi. Do đó khi mà đốt lên ngọn lửa thì các chất khoáng này nó bị giảm lượng canxi nên xương trở nên xốp hơn. Do đó khi mà bóp nhẹ thôi là có thể bị vỡ vỡ ra. Rồi, vậy qua hai thí nghiệm 1 và 2, em có thể rút ra kết luận gì về thành phần và tính chất của xương? Chắc chắn các em có thể rút ra được. Đó là thành phần của xương thì gồm có hai thành phần hóa học chính, đó là chất hữu cơ hay còn gọi là chất cốt giao. Thứ hai là muối khoáng, chủ yếu đó là canxi. Thì tính chất là sự kết hợp giữa hai thành phần này làm cho xương bền chắc và có tính mềm, mềm dẻo. Vậy thì qua kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta có thể trả lời được câu hỏi đó là tại sao xương người già lại giòn và dễ gãy? Tại sao xương người già giòn và dễ gãy lại các em? Vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu chúng ta thấy rằng là gì? Xương người già, đúng không? Nó bị phân hủy nhanh hơn cái sự tạo thành. Đồng thời cái tỷ lệ chất hữu cơ hay gọi là chất cốt giao á trong xương nó giảm nên xương trở nên xốp và giòn dễ gãy. Do đó cái sự phục hồi xương gãy bị gãy ở người già cũng diễn ra chậm hơn. Do người già mà bị té gãy xương gãy chân á, khi mà băng bó lại nhưng mà cái sự phục hồi nó lâu hơn so với trẻ nhỏ. Bởi vì trẻ nhỏ thì các tế bào nó còn có khả năng phân chia nhanh chóng hình thành các tế bào xương mới. Do đó trong quá trình mà bị gãy á, nếu như mà băng bó không cẩn thận thì trẻ cũng dễ bị dị tật ở chỗ đó. Chúng ta lưu ý ha, cô mong rằng qua kiến thức các em tìm hiểu thì các em có vận động hay là tập thể thao thì chúng ta cũng phải giữ gìn cẩn thận không để bị té ngã gãy xương. Khi mà gãy xương gãy chân gãy tay thì chúng ta băng bó phải giữ gìn cẩn thận nha. Rồi, bây giờ chúng ta đã tìm hiểu xong kiến thức phần ba la mã, các em rút ra kết luận và ghi vào vở nhé. Xương thành phần gồm có hai phần chính, đó là chất cốt giao có chức năng đó là giúp cho xương mềm dẻo, và muối khoáng hay gọi là chất vô cơ thì có chức năng đó là giúp xương bền chắc. Và tính chất sự kết hợp giữa hai thành phần này giúp cho xương bền chắc và dẻo dai. Tìm hiểu xong kiến thức nội dung bài học hôm nay, cô kiểm tra kiến thức các em hiểu bài tới đâu. Cô có các câu hỏi kiểm tra đánh giá như sau. Câu số 1 là em hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm, tức là đun sôi lâu á, thì bị bở. Các em suy nghĩ kiến thức mình vừa tìm hiểu, trả lời. Cô chúc mừng bạn nào trả lời giải thích có đáp án đúng. Xương bò hoặc là xương lợn á, thì cái chất gốc dao nó sẽ bị phân hủy, vì vậy nước hầm xương thường là nó sánh và nó ngọt lại, và phần xương còn lại đó là chất vô cơ, nó không còn được liên kết bởi chất gốc dao nữa, do đó nó bị bở. Các em ghi nhớ câu trả lời của mình, cũng là câu hỏi cuối của bài sách giáo khoa. Câu hỏi số 2, loại chất khoáng chủ yếu có trong xương là chất gì? A. Natri, B. Phospho, C. Kali và D. Canxi. Cô chúc mừng bạn nào có đáp án chính xác. Câu số 3. Em hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay sai. Câu A. Xương lớn lên về bề ngang là nhờ mô xương cứng. Đúng hay sai các em? Cái này là... Câu B. Xương lớn lên về bề ngang là nhờ sự phân chia của các tế bào xương. Câu này đúng không? Câu C. Xương dài ra là nhờ sự phân chia của các tế bào lớp sụn tăng trưởng. Đúng không các em? Xương dài ra nè. Đúng vậy, câu D. Xương dài ra là nhờ sự phân chia của lớp màng xương. Câu này có thể đúng không?
Vậy là các em đã học xong kiến thức nội dung bài học hôm nay. Các em nhớ viết bài đầy đủ nhé. Về học bài và đọc thêm mục em có biết. Và về xem trước nội dung bài chính. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.